Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Giá lợn hơi giảm thấp nhất trong vòng 2 năm qua, chỉ còn từ 54 đến 58.000 đồng 1 kg. Quy trình kỹ thuật vỗ béo cho trâu bò thịt đạt năng suất chất lượng cao. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, bà con và các bạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã phân bổ 5.000 lít thuốc Detamin Tharin 20mg phun diệt côn trùng vector chuyển bệnh, viêm da nổi cục, bệnh dịch tả lợn châu Phi cho các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, hơn 4.600 lít Delta được phân bổ cho 25 huyện thị xã thành phố đang có dịch, 243 lít phân bổ cho hai huyện có nguy cơ cao là quan hóa bá thước và 105 lít hóa chất dự phòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tiếp nhận số lượng hóa chất Delta Metharin được phân bổ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021, chỉ đạo các đơn vị cơ quan và các xã thị trấn tiếp nhận bảo quản cấp phát và tổ chức thực hiện ngay công tác vệ sinh phun thuốc diệt côn trùng vector truyền bệnh phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, đúng quy định, tránh lãng phí và đặc biệt phun thuốc đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và gia súc. Đến nay trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có 7 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích tích tụ tập trung sản xuất quy mô lớn trên địa bàn huyện đạt hơn 1.700 hectare. Huyện Thọ Xuân đã ban hành và thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn như hỗ trợ máy xây lúa cho các hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, Hỗ trợ 500 triệu đồng đầu tư hệ thống điện cho các khu trang trại chăn nuôi tổng hợp từ 20 ha trở lên, hỗ trợ từ 400 đến 600 triệu đồng đối với mô hình trồng rau quả trong nhà lưới từ 1 đến 5 ha và 1 tỷ đồng cho mô hình 5 ha trở lên. Thời gian tới, huyện Thọ Sơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận đất đai thông qua các hình thức thuê đất, nhận chuyển nhượng và góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của các hộ dân. Thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện thành công các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tham gia các diễn đàn, hội trợ, hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại trong nước và nước ngoài để quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp hội nông dân trên toàn huyện, từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 14 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết đại hội Hội Nông dân huyện đề ra cho giai đoạn 2018-2023. Hội Nông dân huyện Quảng Sương đã làm tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân như tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, tiến chấp vào ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay trên 746 tỷ đồng, cung ứng 2.500 tấn phân bón chậm trả giúp nông dân đầu tư sản xuất. Hội cũng đã vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đảm nhận đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường 120 km đường giao thông, hỗ trợ 22.784 hộ chỉnh trang cải tạo vườn tạp, xây dựng 66 tuyến đường hàng rào xanh, 86 vườn kiểu mẫu, hàng năm có 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 93% chi hội khá, vững mạnh, 14.790 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những ngày gần đây, giá gà lông trắng trong nước giảm mạnh, chỉ bằng 1 phần 5 giá vốn nhưng vẫn chưa có người mua. Hiện tại giá gà lông trắng chỉ còn 13.000 đồng một kg, giảm 9.000 đồng một kg so với một tuần trước đó. Với giá thành sản xuất 15.000 đồng một kg, người chăn nuôi đang chịu lỗ 2.000 đồng kg gà lông trắng. Gà lông trắng chỉ nuôi khoảng 32 ngày xuất chuồng, nhưng các nhà máy lớn lại đang tạm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19. Từ đó dẫn đến nghịch lý, thị trường người dân không có gà để ăn hoặc mua với giá cao, nhưng gà trong các trang trại không bán được vì nhà máy không hoạt động. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ mở diễn đàn kết nối cung cầu giữa các tỉnh miền Nam và miền Bắc để giải quyết tình trạng hiện nay. Với diện tích 6.000m2, chị Nguyễn Thị Thu Hà, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã trồng 2.000 cây nho hạ đen không hạt. Đến nay, cây nho đang cho thu hoạch rộ với năng suất cao, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Nho hạ đen không hạt là giống nho ngon, giòn, ngọt và đặc biệt không có hạt, sinh trưởng khỏe. Cây nho hạ đen có chu kỳ sinh trưởng kéo dài từ 7 đến 10 năm. Một năm cây ra quả hai vụ, bắt đầu từ tháng 6 và đầu tháng 11. Thời gian từ lúc cắt tỉa cành đến khi quả chín là 120 ngày. Năm 2020, sau một năm trồng, vườn nho đã cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thu hoạch vụ đầu tiên với sản lượng 300 kg, với giá bán tại vườn 140.000 đồng một kg, trừ chi phí chị thu lãi 200 triệu đồng một năm. quý vị, bà con và các bạn, từ tháng 6 năm 2021, giá lợn hơi trên địa bàn Thanh Hóa bắt đầu giảm dần. Đến nay, giá lợn hơi đã giảm xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua. Cách đây một tháng, bà Mai Thị Hiên, thôn Phú Thọ, xã Hà Lai, huyện Hà Trung, bán lợn hơi với giá 72.000 đồng một kg, thì giờ chỉ bán được với giá 58.000 đồng một kg. Với giá thành sản xuất 1 kg lợn hơi, khoảng 45.000 đồng là có lãi, và gia đình tận dụng được nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn. Không phải thuê lao động nên với hơn 5 tấn lợn xuất chuồng lỡ này, gia đình bà vẫn có lãi. Với cái giá cả như hiện nay thì uh, gia đình nhà tôi mà trừ hết chi phí, vừa con giống vừa cám công chăn nuôi đi thì tôi vẫn thấy có lãi. Thì con lợn nó vẫn lãi được khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 một con. Cho nên là vì thế gia đình nhà tôi là vẫn duy trì để chăn nuôi để vừa đảm bảo thực phẩm rồi vừa thu nhập cho gia đình. Theo khảo sát tại một số địa phương, hiện nay giá lợn hơi trên địa bàn Thanh Hóa dao động ở mức từ 54 đến 58 000 đồng một kg, thấp nhất trong 2 năm vừa qua. Giá lợn hơi giảm nên giá thịt lợn ở các chợ dân sinh cũng giảm từ 20 đến 30 000 đồng một kg tùy từng loại so với một tháng trước đây. Cụ thể, giá thịt ba chỉ từ 100 đến 130 000 đồng một kg, thịt vai từ 90 đến 110.000 đồng một kg, xương từ 60 đến 70.000 đồng một kg, sườn từ 70 đến 80.000 đồng một kg. Lượng thịt bán ra tại các chợ dân sinh tăng từ 15 đến 20% so với trước đây. Lợn hơi nó xuống giá cho nên là bọn tôi đi mua thịt ở các trang trại thì nó cũng hạ giá nhiều cho nên là thịt ra chợ là cũng rất chỉ là xuống giá mất rất mạnh đấy nên là bọn chị buôn bán cũng bán được lắm cho nên là người mua người ta cũng mua đông địa phương đã có cái văn bản chỉ đạo ở, chợ, ở ban quản lý chợ là có cái bình ổn giá các cái tiểu thương không nâng giá và các cái mặt hàng thiết yếu ở trong chợ nên hầu như các thực phẩm chung của địa phương ở chợ thiếu chúng tôi là cái giá rất là ổn định đặc biệt đối với thịt lợn thì là cái giá rất là ổn định để đảm bảo cái cung ứng cho chợ cho đặc biệt là các bà con nhân dân đi chợ là mua thực phẩm trong cái thời điểm dịch. Nguyên nhân khiến giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh giảm mạnh trong thời gian gần đây là do nguồn cung trong nước và trong tỉnh luôn ổn định. Hiện Thanh Hóa vẫn duy trì được tổng đàn 1,2 triệu con lợn tương đương với số lượng trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên khâu lưu thông tiêu thụ lợn ra tỉnh ngoài khó khăn. Với giá cả như hiện nay, theo tính toán của các hộ nuôi, Trừ mọi chi phí, người nuôi có lãi từ 700 đến 800 nghìn đồng, một con lợn 100 kg. Tuy nhiên, giá con giống vẫn rất cao và dự báo giá thức ăn chăn nuôi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian tới sẽ gây khó khăn cho chăn nuôi nông hộ. Nếu con giống phải đi mua, thức ăn không chủ động được và giá thịt lợn hơi tiếp tục giảm, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ rơi vào cảnh thua lỗ. Do vậy, các hộ chăn nuôi cần tận dụng thêm nguồn phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn, để giảm chi phí đầu vào đồng thời chăn nuôi theo chuỗi liên kết vẫn là giải pháp bền vững giúp người dân tránh được rủi ro trước biến động của thị trường. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư nuôi trâu bò vỗ béo cho giá trị kinh tế cao. Một nhà nông cần biết hôm nay sẽ hướng dẫn cho bà con quy trình kỹ thuật vỗ béo cho trâu bò thịt đạt năng suất chất lượng cao. Để tăng năng suất và chất lượng thịt, cần tiến hành vỗ béo trâu bò vào mùa thu là tốt nhất, vì lúc này lượng cỏ phong phú, thời tiết mát mẻ, thời gian vỗ béo thường là 3 tháng. Trong điều kiện chăn thả ở hộ gia đình có hai phương thức vỗ béo chính là vỗ béo bằng chăn thả. Chăn thả trâu trên bãi chăn 8 đến 10 giờ một ngày để tận dụng cỏ tươi mà không tốn công thu cắt và vận chuyển. Ban đêm bổ sung thức ăn tinh và muối ăn cho trâu, vỗ béo bằng hình thức bán chăn thả áp dụng cho những nơi ít bãi chăn ở vùng đồng bằng, ven đô, khu công nghiệp. Châu bò chỉ tận dụng được một phần hoặc một nửa khẩu phần thức ăn trên bãi chăn. Phần còn lại phải bổ sung tại chuồng nuôi, trong đó lưu ý đến thức ăn tinh nhằm giúp đàn châu tăng sức đề kháng, phát triển đồng đều và tăng lượng thịt một cách tự nhiên. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn hoặc trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa